Tổng bí thư Tô Lâm đánh giá dấu hiệu bị tác động lợi ích nhóm trong quá trình xây dựng, thẩm định các văn bản pháp luật là đáng lo ngại, gây ra thiệt hại, thậm chí tạo khúc quanh đối với phát triển. Ngày 7 tháng 11, Tổng bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Tại buổi làm việc, Tổng bí thư Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao những thành tích kết quả mà ngành tư pháp đạt được trong những năm qua. Bộ ngành tư pháp đã chủ động tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện tư duy, nhận thức lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đóng góp cho việc ban hành nghị quyết số 48 NQTVK, nghị quyết số 49 NQTVK của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp và nghị quyết số 27 NQTVK của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế của ngành, nhất là trong công tác hoàn thiện thể chế, trọng tâm là xây dựng hoàn thiện pháp luật theo đó một số chủ trương định hướng lớn của Đảng chưa được thể chế kịp thời, đầy đủ hoặc đã thể chế nhưng tính khả thi không cao, chất lượng xây dựng hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi. Dấu hiệu bị tác động lợi ích nhóm trong quá trình xây dựng thẩm định các văn bản pháp luật là đáng lo ngại, gây ra thiệt hại, thậm chí tạo khúc quanh đối với phát triển. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác xây dựng pháp luật có vai trò vị trí tầm quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa then chốt để nắm bắt cơ hội khơi thông huy động mạnh mẽ nguồn lực cho phát triển chăm lo cho nhân dân. Tổng bí thư đề nghị trong thời gian tới, Bộ ngành Tư pháp cần đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, trong đó đổi mới tư duy xây dựng pháp luật cần trên tinh thần là dứt khoát, từ bỏ tư duy, không quản được thì cấm. Về yêu cầu đối với chương trình về xây dựng luật, pháp luật do Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp chỉ đạo đề xuất hàng năm phải trên cơ sở thực tiễn phát triển của Việt Nam, những điểm nghẽn, nút thắt có nguyên nhân từ quy định của pháp luật cần tháo gỡ, những vấn đề mới thực tiễn phát triển đóng bỏng chưa có quy định của pháp luật cần điều chỉnh, những chủ trương mới của Đảng chưa được thể chế hóa để xây dựng đề xuất chương trình. Chương trình xây dựng luật pháp lệnh phải thật sự sống động, thể chế hóa đầy đủ đúng đắn kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, phản ánh hơi thở thực tiễn, bám sát thực tiễn, giải quyết vấn đề thực tiễn, phải tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, khẩn trương đưa các nguồn lực xã hội bị đình trệ, lãng phí hoạt động trở lại tạo cơ sở pháp lý hình thành các động lực tăng trưởng mới, các quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất mới, các ngành công nghiệp mới. Tập trung xây dựng hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, xu hướng mới thể hiện cơ chế sửa một luật, điều chỉnh nhiều luật để khắc phục ngay tình trạng mâu thuẫn trồng chéo của các luật, hình thành cơ chế đột phá thu hút nhân tài trong và ngoài nước. Đáng chú ý trong thẩm định pháp luật, xây dựng văn bản pháp luật, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm, tác động pháp luật, để lọt đánh giá không toàn diện yếu tố an ninh gây tác động tiêu cực đến lợi ích chung, lợi ích quốc gia. Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu phải coi việc lãnh đạo thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật và lãnh đạo công tác thi hành pháp luật để bảo đảm thượng tôn hiến pháp. Pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng của mỗi đảng viên, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong bộ ngành tư pháp. Trên đề cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh giảm chi phí tạo lợi nhuận cao nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tổng bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Bộ Tư pháp cần tập trung phát triển nguồn nhân lực, làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư cách đạo đức tốt, thành thạo chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp theo tinh thần, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Tại buổi làm việc, Tổng bí thư Tô Lâm nhất trí xem xét đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2025 với nội dung nghiên cứu xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành chỉ thị về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Người đứng đầu đảng ta cũng nhất trí về chủ trương cần quan tâm đầu tư thích đáng, có cơ chế tài chính và chế độ chính sách đặc thù cho công tác pháp luật, cán bộ làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật và chuyển đổi số trong lĩnh vực này, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao và có cơ chế điều động, luân chuyển cán bộ của bộ ngành tư pháp đi địa phương để bổ sung kinh nghiệm thực tiễn giao các cơ quan có thẩm quyền tham mưu giải quyết cụ thể các kiến nghị đề xuất của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Ngày 7 tháng 11 năm 2024, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công Mở Rộng GMS lần thứ 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Cường tại cuộc gặp hai thủ tướng chuyển lời thăm hỏi chân thành và tình cảm hữu nghị tốt đẹp dành cho nhau giữa tổng bí thư tô lâm chủ tịch nước lương cường chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn tới tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình thủ tướng lý cường ủy viên trưởng nhân đại triệu lạc tế chủ tịch chính hiệp vương hộ ninh Hai thủ tướng cùng chúc mừng những thành tựu phát triển quan trọng mỗi đảng, mỗi nước đạt được thời gian qua, đặc biệt là những thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước, cùng bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp và những tiến triển thực chất trong quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao kết quả và vai trò của Trung Quốc đối với thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Sông Mê Công Mở Rộng GMS lần thứ 8. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm trên cơ sở hai bên nhất trí nội dung thỏa thuận hợp tác ba tuyến đường sắt và thúc đẩy sớm ký kết trong thời gian tới thủ tướng đề nghị hai bên đẩy nhanh hợp tác triển khai ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn lào cai hà nội hải phòng lạng sơn hà nội và móng cái hạ long hải phòng đề nghị trung quốc hỗ trợ về vốn chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trong việc thực hiện các dự án này thủ tướng chính phủ mong muốn trung quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản có thế mạnh của việt nam phối hợp với việt nam triển khai trạm kiểm nghiệm kiểm dịch đối với nông sản việt nam tại cửa khẩu quốc tế đường sắt đồng đăng bằng tường triển khai hợp tác trong lĩnh vực mua bán điện đẩy nhanh triển khai và từng bước nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh sang các cặp cửa khẩu khác sớm tiến hành trao đổi giữa nhóm công tác nghiên cứu về mô hình triển khai khu hợp tác kinh tế qua biên giới Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai bên nỗ lực củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương, triển khai tốt năm giao lưu nhân văn Việt Trung 2025, coi đây là cơ hội để đẩy mạnh giao lưu nhân dân và tuyên truyền hữu nghị, thúc đẩy phục hồi du lịch đạt và vượt mức trước dịch Covid-19. Thủ tướng cho rằng hai bên cần chú ý kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý cường đánh giá cao chuyến công tác đến vân nam và trùng khánh của thủ tướng phạm minh chính đối với các đề xuất về hợp tác của việt nam thủ tướng lý cường khẳng định đảng chính phủ trung quốc luôn coi quan hệ với việt nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng nhấn mạnh trung quốc sẵn sàng cùng việt nam duy trì trao đổi chiến lược làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện cộng đồng chia sẻ tương lai trung việt có ý nghĩa chiến lược không ngừng đi vào chiều sâu thực chất Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam, trong đó có mặt hàng nông sản, giá trị tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy hợp tác xây dựng và duy trì chuỗi cung ứng, sản xuất ổn định ở khu vực, ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức APEC 2027. Nhân dịp ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ ngày 7 tháng 11 năm 2024, Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng lãnh đạo cấp cao việt nam khẳng định việt nam coi hoa kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc đã được gây dựng bởi nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước trong gần ba thập kỷ qua với sự ủng hộ mạnh mẽ của tổng thống trump trong nhiệm kỳ thứ nhất cũng như nhiệm kỳ mới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam hoa kỳ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng hiệu quả bền vững vì lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước và vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã gửi điện chúc mừng tới Phó Tổng thống đắc cử James David Vance. Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang chỉ đạo xử lý nghiêm vụ án nhóm thanh thiếu niên đâm tử vong cô gái trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào đêm mùng 3 tháng 11. Theo đó, khoảng 0 giờ 10 năm, ngày mùng 3 tháng 11, chị NNQ, sinh năm 1997, thường trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điều khiển xe nhãn hiệu Honda Vision, đang đỗ rừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu. Lúc này, một nhóm thanh niên điều khiển khoảng 30 xe mô tô đi theo chiều ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Trong số đó, xe mô tô do Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 2005, trú tại phường Sơn La, quận Tây Hồ, Hà Nội điều khiển, trở theo Nguyễn Phương Anh, sinh năm 2005, trú tại phường Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã đâm vào xe chị Quy, làm chị Quy ngã ra đường, Cùng lúc đó, xe mô tô do Nguyễn Tám Minh Khang, sinh năm 2008, trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội, điều khiển đã chèn qua người khiến chị Quy tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ những người có liên quan và nguyên nhân vụ việc. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập 10 đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ sự việc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu công an thành phố Hà Nội tập trung lực lượng, biện pháp điều tra, xác minh khẩn trương xử lý nghiêm vụ việc nêu trên, bảo đảm đúng người, đúng tội, kể cả đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật, gian đe phòng ngừa chung, phối hợp với viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân cung cấp sớm đưa ra xét xử vụ việc. Bên cạnh đó, nhiều người đặt câu hỏi nhóm quái xế này có thể bị xử phạt ra sao? Luật sư Bùi Quốc Tuấn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua đoạn video chúng ta thấy có hai hành vi vi phạm pháp luật ở đây. Thứ nhất là nhóm hành vi có dấu hiệu của tội gây dối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự 2010 năm được sửa đổi bổ sung năm 2017. Thứ hai là nhóm có dấu hiệu của hành vi vi phạm dẫn tới tai nạn chết người Người vi phạm có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự 2015. Theo luật sư, nếu bị quy kết hành vi thuộc tình tiết định khung bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn, theo khoản 2 điều này, người vi phạm có thể đối diện khung hình phạt tù từ 3 đến 10 năm. Về độ tuổi, nếu hành vi thuộc tình tiết quy định tại khoản 2 điều 260, đây là hành vi phạm tội rất nghiêm trọng. Khi đó người thực hiện hành vi nếu chưa đủ 16 tuổi thì vẫn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự, luật sư Tuấn cho biết. Luật sư Tuấn cũng cho biết thêm, trách nhiệm từ gia đình và nhà trường trong việc giáo dục, giám sát các hoạt động của các cháu là rất quan trọng. Hậu quả pháp lý đã rõ, các cơ quan điều tra sẽ xử lý, nhưng chúng ta cũng nhìn nhận dưới góc độ về giáo dục và trách nhiệm của gia đình trong trường hợp này, pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh.